Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý thiên chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng quý thiên chủ tuổi Ất Mão là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn trong tháng 10 âm lịch này. Bất ngờ được trời Phật thương tình, thần tài mở kho ban phát tài lộc, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, làm đâu trúng đó, trúng số độc đắc, tiền vào như nước, đổi đời đại gia, tay ôm tiền tỷ về nhà. Vậy vận trình của quý anh chị tuổi Ất Mão diễn ra trong tháng 10 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, đắc đạo chi miêu, tháng 10 âm lịch năm 2023, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, hóa hung thành cát, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số giàu to, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đầu tiên, tổng quan tính cách vận mệnh cuộc đời tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nam nữ mạng. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 mệnh thủy, đại khê thủy, nước khe lớn, khắc sơn hạ hỏa, con nhà hắc đế, phú quý, xương con mèo, tướng tinh con rơi, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Trời sinh người mệnh thủy từng là người có tính cách hiền hòa, họ ít khi làm hại ai trong cuộc sống, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Họ có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất, khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Dựa vào lá số tử vi cũng thấy được rằng, cuộc đời tuổi Ất Mão là một chặng đường đầy những trải nghiệm, thử thách và những cơ hội để khám phá và phát triển. Người tuổi Ất Mão là người được đại diện bởi ngũ hành thuộc Mộc Ất và Địa Chi Mão, một tổ hợp độc đáo mang trong mình những đặc điểm đặc trưng của sự sáng tạo, linh hoạt và đổi mới. Họ có một cuộc sống đa dạng, phong phú và đầy sắc màu, luôn tìm kiếm những ý tưởng mới, đưa ra những giải pháp đột phá và vươn lên đỉnh cao của thành công. Cuộc đời tuổi Ất Mão thường đi đôi với sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng nghỉ. Họ là những người có tầm nhìn xa, luôn đặt ra những mục tiêu cao trong cuộc sống và không ngần ngại gồng mình để đạt được những ước mơ của mình. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với những thử thách và khó khăn trên đường đi tìm kiếm thành công, đòi hỏi họ phải kiên nhẫn, quyết đoán và sáng tạo trong việc tìm ra giải pháp thích hợp. Tính cách của tuổi Ất Mão cũng thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt. Họ là những người tài năng đa dạng, có khả năng hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ thường có xu hướng tìm kiếm những cách tiếp cận mới, đột phá và không sợ thử nghiệm những ý tưởng mới, đem lại sự đổi mới và sáng tạo trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, tuổi Ất Mão cũng có khả năng tương tác xã hội cao. Họ thường là những người giao tiếp khéo léo, thân thiện và có khả năng tạo mối quan hệ tốt với mọi người. Họ có thể thành công trong công việc có liên quan tới giao tiếp, đàm phán, quan hệ công chúng và marketing. Tuy nhiên, nhược điểm của tuổi Ất Mão là sự thiếu kiên nhẫn và sẽ mất kiên trì khi đối mặt với những thử thách lớn. Họ cũng có xu hướng hấp tấp và không kiểm soát được cảm xúc trong một số tình huống khó khăn. Do đó, việc phát triển khả năng kiên nhẫn, bình tĩnh và quản lý cảm xúc là một thách thức mà tuổi Ất Mão cần đối mặt để đạt được sự thịnh vượng trong cuộc đời. Ngoài ra, tuổi Ất Mão cũng cần lưu ý tới việc không quá chú trọng vào mặt trí tuệ mà cần phải phát triển cảm giác nhân đạo, lòng từ bi và tình cảm đối với người khác. Đây là yếu tố quan trọng giúp xây dựng mối quan hệ tốt, duy trì hòa hợp trong gia đình, công việc và xã hội. Tóm lại, cuộc đời tuổi Ất Mão là một hành trình thử thách và cơ hội để phát triển bản thân, tính cách sáng tạo, linh hoạt, nỗ lực và khả năng giao tiếp xã hội cao là điểm mạnh của tuổi này. Tuy nhiên, cần lưu ý phát triển khả năng kiên nhẫn, quản lý cảm xúc và tình cảm đối với người khác để đạt được sự thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Cùng nhìn lại quãng đường mà Ất Mão đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời có thể thấy được rằng, cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Ất Mão mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong có một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân nên Ất Mão mới lao ra khỏi cái vòng an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình
Ất Mão mới cố vất vả ngược xuôi ở các thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Ất Mão vấp ngã cả, không có gì là sai khi thất bại của cuộc sống trong thời gian dài. Nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, kẻ tệ bạc cũng chẳng thiếu. Chung quy chỉ là thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực đời người có ai mà không vấp ngã? Lắm lúc Ất Mão cũng thấy mừng vì đã vấp ngã sớm trong giai đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu và đón ánh nắng sáng sớm đẹp đẽ của cuộc đời và những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi lại chán nản buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không còn nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì mình đã gây ra. Sau này, thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này? Ất Mão sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để còn thấy một vài người vẫn còn tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Ất Mão dù sống sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Ất Mão ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến giải thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn tới những nơi thành công, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Ất Mão có thể đổ tại phận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính mình quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện, đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Ất Mão cũng tôi rèn ra mình một bản thân cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Ất Mão luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Ất Mão giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột chộp. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn đều không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Ất Mão như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì với nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Ất Mão là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua. Trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng, xem nhật nguyệt mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Ất Mão đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Tháng 10 âm lịch này, bản mệnh được tam hợp trợ mệnh lại có thêm thiên đức cát tinh nâng đỡ, nên những khó khăn tồn đọng trước đó đều được giải quyết ổn thỏa, làm việc thuận lợi, mọi thứ tiến triển tích cực. Tuy nhiên, con giáp này lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, nên làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn. Trái lại, vội vàng hấp tấp chỉ khiến cho bản thân chuốc lấy thất bại. Tháng này Ất Mão có tài tinh chiếu mệnh, nên thu nhập có sự cải thiện nhất định. Tuy nhiên, do vận khí bấp bênh nên vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch dự báo, phương diện tình cảm của Ất Mão trong tháng mới có nhiều khởi sắc, tam hợp cục mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Đặc biệt cho người độc thân, bản mệnh càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người trông lối. Tuy nhiên, sức khỏe trong tháng không được thuận lợi cho lắm, có hung tinh thiên cầu hoành hành khiến thể trạng sa sút. Tuổi Ất Mão cũng bị ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên cẩn thận khi đi lại, đề phòng tai nạn, va vấp, bị thương. Dựa trên mối quan hệ giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Ất Mão, thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 năm 2023 của tuổi Ất Mão âm lịch,
Đây là tháng Quý Hợi, nhờ cục diện tam hợp thái tuế, lại thêm thiên đức cát tinh trợ mệnh, nên công việc của bản mệnh có tiến triển theo khả quan, bản mệnh có thể thuận lợi giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trước đó, gặt hái không ít thành quả rực rỡ. Nếu biết tận dụng những lợi thế đang có, xây dựng mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bản mệnh còn được nhiều người giúp đỡ, không chỉ ở thời điểm hiện tại, mà còn về lâu dài. Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng, đừng vì cái lợi trước mắt mà mất đi lợi ích lâu dài, cần phải nhìn xa, trông rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, vẫn còn tồn tại những thách thức nhất định dành cho Ất Mão trong tháng mới. Điềm báo tử vi cho thấy, vận khí của bạn vẫn còn nhiều bấp bênh, lúc tốt lúc xấu, diễn tiến khá khó lường, nên cần phải thận trọng để không rơi vào tình huống bất ngờ mà để đánh mất cơ hội. Công việc có lúc thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn động đâu hỏng đó. Càng cố gắng thì lại càng phí công vô ích, rồi cũng có lúc bạn buông xuôi, không làm gì nữa, thì tự nhiên lại có tin vui đến. Cũng bởi nguyệt lệnh tuyệt ở Mão, khiến cát khí của tam hợp bị suy yếu, càng về cuối tháng, công việc càng nhiều áp lực, đòi hỏi tuổi Ất Mão cần bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm sai lầm. Dẫu vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng cái chính sự thành hay bại là do bản thân quyết định, yếu tố vận mệnh chỉ là phụ, đừng quá đặt nặng may rủi. Một khi bạn hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến của bạn. Tháng này, còn có bạch hổ hung tinh xuất hiện, bản mệnh sẽ vất vả ngược xuôi hơn nhiều. Đa phần là do tự bản thân phải đứng ra lo liệu công việc, nên khó có giây phút nào an nhàn, ngồi yên một chỗ hưởng phúc. Dù vậy, nỗ lực của bạn rồi sẽ đem lại thành quả xứng đáng, gặp khó chớ vội buông xuôi. Nhìn chung, con giáp này làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn. Trái lại, vội vàng hấp tấp chỉ khiến cho bản thân chuốc lấy thất bại. Về mặt tài lộc, xem tử vi cho thấy, phương diện tài lộc trong tháng 10 âm lịch, Ất Mão có tài tinh là thiên tài chiếu mệnh, nên thu nhập có nhiều dấu hiệu tăng tiến, cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định. Tam hợp cục che chở, có vận quý nhân giúp đỡ, các mối hợp tác làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp, đem tới nhiều khoản lợi nhuận cho con giáp này, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh. Người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương. Người kinh doanh buôn bán, có chuỗi ngày làm việc hiệu quả, một ngày có thể đạt doanh thu bùng nổ, làm việc một vài ngày sẽ tiêu cả tháng. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm tuyệt báo hiệu vận khí bấp bênh, có thể gây ra những biến động lớn về tiền bạc. Tài lộc tuy khởi sắc nhưng không đều, điều này cho thấy tháng này vẫn chưa phải ở thời điểm thích hợp để sát mão đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn. Kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Ngoài ra, bạn cũng nên chú trọng hơn việc tích cóp, kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt. Bạn nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, nếu không có kinh nghiệm thì có thể nhờ người thân, người đáng tin cậy để tay hòm chìa khóa giúp đỡ mình. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng 10 năm 2023 âm lịch, nhân duyên rộng mở cũng nhờ tam hợp thái tuế, phương diện tình cảm Ất Mão cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc tích cực. Cục diện thái tuế này mở ra nhờ cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhưng rất có tiềm năng cho người độc thân. Sức hút của bạn lan tỏa, đi đâu cũng được mọi người dành sự yêu mến, ngưỡng mộ. Tháng này, người độc thân càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người chung lối. Song tính tình người tuổi Ất Mão đôi khi mạnh mẽ quá mức cần thiết, cũng có xu hướng áp đặt người khác, bảo thủ và kén chọn trong chuyện tình cảm. Với những ai hiểu bạn thì không sao, người không hiểu bạn sẽ cho rằng bạn chảnh, không tôn trọng họ, gây ấn tượng xấu, bạn nên điều chỉnh lại bản thân ở mặt này để nhân duyên rẽ lối dẫn đường. Trái ngược với người độc thân, tình cảm lứa đôi vẫn tồn tại nhiều bấp bênh, chưa thể ổn định được. Nguyệt lệnh lâm tuyệt khiến tính tình con giáp này có phần cứng nhắc, suy nghĩ bế tắc, không thông suốt, tâm hồn khô cằn, thiếu sự lãng mạn là rào cản lớn khiến tình yêu lứa đôi gặp trở ngại. Vì vậy, hai bạn dành nhiều thời gian để chia sẻ và hiểu nhau hơn. Người đang trong quá trình tìm hiểu, nếu tính chuyện hôn nhân lúc này chưa phù hợp, nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho biết, tháng Ất Mão có hung tinh nguyệt lệnh chiếu mệnh, cộng thêm thiên cầu hoành hành, nên sức khỏe có phần sa sút khó đoán. Tháng 10 âm lịch, tiết trời đã chuyển đông, thời trang không lý tưởng, tuổi Ất Mão có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Thêm nữa, bản mệnh còn chịu tác động của hung tinh bạch hổ, dễ vướng phải những xui xẻo như té ngã, bị các vật nhọn đâm dẫm tới họa huyết quang.
Bản mệnh sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, để dao kéo vào chỗ kín, hạn chế tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Ất Mão, tháng 10 âm lịch 2023. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, bước sang tuần đầu tiên của tháng Quý Hợi, người tuổi Ất Mão có một tuần sinh động, đón tin vui liên tiếp về cả phương diện học hành, công việc và cả tình yêu. Không còn thấy hình ảnh của một người ủ rũ ưu phiền nữa, tuần này sẽ thấy tuổi Ất Mão lột xác thành người mới và sức sống tràn trề, nguồn năng lượng bùng nổ, làm gì cũng hăng hái, nhiệt huyết và đạt thành công bất ngờ. Công việc cũng như thời tiết, lúc thế này lúc thế khác, điều quan trọng là Ất Mão phải điều chỉnh được cảm xúc của mình. Dù việc nhiều hay ít, dễ dàng hay khó khăn, chỉ cần bạn lạc quan sẽ nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết. Bí quyết thành công của con giáp này chính là đây, trong thứ 3 và thứ 6, vận quý nhân đạt mức đỉnh điểm, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong công việc. Nếu biết chớp thời cơ, thể hiện năng lực của bản thân, con đường tiến thân về công danh của bạn ngày càng rộng mở. Người kinh doanh buôn bán sẽ thu nhiều nguồn lợi trong tuần, tài lộc dồi dào, tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Bạn có thể nghĩ tới chuyện hợp tác với người tuổi Dậu hoặc Mão để thu về nhiều lợi nhuận hơn nữa. Họ chính là quý nhân, đồng thời là đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, giúp đỡ rất nhiều cho con đường làm giàu của bạn. Tuy nhiên, trong tuần có sự xuất hiện của Thiên Cầu Hung Tinh, ảnh hưởng chủ yếu tới phương diện sức khỏe, bản mệnh cần chú trọng việc ăn uống, dưỡng sinh và tập luyện thể thao để phòng một số bệnh truyền nhiễm như cảm cúm, sốt virus, sốt xuất huyết. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Mùi, Tuất, tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu. Con số may mắn, 18, 69, 45. Tử vi tuần 2, tuổi Ất Mão, tháng 10 âm lịch 2023. Tuần thứ 2 này, người tuổi Ất Mão ung dung tự tại, nhàn hạ hơn rất nhiều, tiến trình mọi việc đều diễn ra theo ước muốn của bạn. Không cần lo nghĩ quá nhiều, thay vào đó cứ tập trung làm việc theo kế hoạch đã đặt ra, không phải vắt óc suy nghĩ mà hiệu quả lại cao. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh triển khai những ý tưởng sáng tạo hay dự án mới, khởi nghiệp cũng là lựa chọn phù hợp. Vận trình trong tuần của Ất Mão khá sáng, hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, thành công sẽ sớm mỉm cười với bạn. Người làm chủ, kinh doanh, buôn bán, có một tuần làm ăn vào cầu, tài lộc ùn ùn kéo tới, nhất là những công ty vừa mới thành lập không lâu. Sẽ có cơ hội hợp tác với đối tác tiềm lực kinh tế vững mạnh, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, nghề tay trái đều lý tưởng. Dù phải chi tiêu khá nhiều, có nhiều khoản chi phí phát sinh, nhưng bạn vẫn rủng rỉnh vì luôn luôn có được sự chuẩn bị kỹ càng chu đáo. Vì sức khỏe của tiểu hao hung tình quá lớn, nhưng cũng đừng vì thế mà lơ là ra đường mang theo một ít tiền mặt và nhớ đừng tỏ thái độ khoe của kẻo tiền mất tật mang. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Tuất, Dần, tiểu nhân, Tị, Tý. Màu sắc may mắn, trắng, đen. Con số may mắn, 36, 77, 60. Tử vi tuần 3, tuổi Ất Mão, tháng 10 âm lịch 2023. Xem tử vi cho thấy, bước sang tuần mới này, điềm báo hung vận lấn át cát vận. Nếu tuần trước bản mệnh sở hữu vận trình rực rỡ, tuần này vận khí đi xuống, làm gì cũng phải thận trọng, kẻo rước họa vào thân. Ngay từ đầu tuần, tinh thần làm việc của bạn đã có dấu hiệu xuống dốc, bản mệnh tỏ vẻ bất mãn với những quyết định của cấp trên, không hài lòng với công việc hiện tại, bạn cho rằng bản thân đã cố gắng và cống hiến hết mình vì tập thể rất nhiều, nhưng lại không nhận được là bao, nghĩ nhiều thành ra luẩn quẩn, tiêu cực, ảnh hưởng xấu tới kết quả công việc. May mắn mệnh chủ nương nhờ thiên đức cát tinh, công việc vẫn tiến triển đều đều, chưa tới mức trì trệ hoặc phạm phải sai lầm lớn. Hàng loạt những nỗi lo về tài chính và định hướng trong sự nghiệp bào mòn sức khỏe của Ất Mão ghê gớm. Trong tuần, bạn nên dành nhiều thời gian chăm chút cho bản thân hơn, tránh xa những rắc rối, thị phi trong công việc, làm nhiều nói ít, giữ đầu óc thành thơi. Đời sống hôn nhân gặp phải không ít trở ngại, vợ chồng cãi vã vì chuyện liên quan đến tiền bạc, các mối quan hệ gia đình nên nhớ lùi lại một bước biển rộng trời cao, nhượng bộ để có được bình an cũng xứng đáng. Vợ chồng mới cưới khó tránh khỏi bất đồng, dù trong tình huống nào, hai bên cũng không nên to tiếng trước mặt người khác để giữ thể diện cho nhau. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Hợi, Tuất, tiểu nhân, Ngọ, Dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. Con số may mắn, 35, 27, 99. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Mão,
tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tuần mới báo hiệu bước sang tuần cuối cùng của tháng Quý Hợi. Đây là một tuần khá dễ chịu với Ất Mão. Tuy không thể thiếu được những khó khăn, nhưng với tâm thế thoải mái và tự tin, bản mệnh hoàn toàn có thể vượt qua, chiến thắng những thử thách. Và đặt ra chính tài xuất hiện, lại là thực thần theo sau bảo hộ, vận trình tài lộc tăng tiến khá nhanh. Mọi chuyện bạn lên kế hoạch đều được thực hiện khá suôn sẻ và mang lại cho con giáp này nguồn thu ổn định. Tuy nhiên trong tuần, vẫn đang có kiếp tài ẩn nấp, nên có thể xảy ra một vài rắc rối rất nho nhỏ về tài chính. Song chỉ cần bạn có thể vững vàng ý chí thì đều có thể hóa hung thành cát. Công việc không có quá nhiều điều phải lo lắng, thái âm cát tinh phù trợ cho công việc lẫn nhân duyên, đặc biệt là nữ mệnh, bạn quá may mắn khi được lòng mọi người xung quanh. Đi đâu cũng có người giúp đỡ, nên công việc tiến triển hanh thông thuận lợi, đừng để ưu thế của mình mất đi, mà hãy biết tận dụng thế mạnh nhân duyên của bản thân. Được Thái Dương ưu ái trợ lực, soi đường dẫn lối, Ất Mão thông tuệ nhanh chóng tìm ra định hướng công việc, ủng hộ, củng cố con đường công danh. Sự nghiệp, một khi công việc thuận lợi, tài lộc cũng vì thế mà phất cao, tiền bạc song sinh không phải ưu sầu, lo lắng. Sức khỏe của những người tuổi Ất Mão nhìn chung là ổn định, tuy cần phải lưu ý các bệnh liên quan đến hệ hô hấp như ho hắng, viêm phổi. Thời tiết nắng nóng, việc sử dụng điều hòa là không tránh khỏi, ngồi điều hòa quá lâu cũng là nguyên nhân khiến tình trạng viêm họng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, vấn đề về da dẻ cũng trục trặc nên hạn chế được thì càng tốt. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tuất, mão, tiểu nhân, thân, tỵ. Màu sắc may mắn, trắng, xanh lam. Con số may mắn, 52, 16, 81. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, qua câu chuyện nước giếng và nước sông sau đây, để thấy rằng cứ mỉa mai sự yếu kém của người khác, thực ra lại đang tự làm tổn thương chính mình mà thôi. Câu chuyện nước giếng và nước sông. Chuyện kể lại rằng, có lần nước giếng tình cờ gặp được nước sông và cả hai cùng tỏ ra khá bất ngờ vì cuộc hội ngộ này. Nước giếng lên tiếng chào hỏi trước, nhưng giọng điệu không giấu được sự tò mò, hoài nghi. Bạn ơi, bạn là ai thế? Nước sông đáp, chào bạn, mình là nước sông, bạn cũng biết mình, còn bạn là ai vậy? Nước giếng trả lời kèm theo một câu hỏi, mình là nước giếng. Sao lại lạ vậy nhỉ? Tại sao có nước giếng rồi, mình vẫn còn có cả nước sông cơ chứ? Nước sông không chịu nhường nhịn, lập tức đáp lời, thế bạn không biết rồi, nếu không có nước sông thì vạn sự vạn vật đều không thể sinh tồn được. Trong nước sông của mình có chứa nhiều sinh mệnh khác nữa, hằng hà sa số là các loại cá và sinh vật khác, có phải có nước sông để tồn tại. Thế nước sướng của bạn có làm được gì không? Vì theo tớ thấy, dù không có các cậu thì thế giới vẫn phồn hoa đấy thôi. Nước giếng nghe xong liền nói, nước sông các bạn có thể đi đến từng ngóc ngách của thế giới không? Vậy mà nước giếng chúng mình lại có thể làm được. Thế này nhé, bất kể là ở nơi đâu, chỉ cần đào đất lên là chúng mình có thể phục vụ nhu cầu của mọi người rồi. Hơn nữa, con người có thể lấy hoài cũng không hết, dùng hoài mà vẫn còn. Không có nước sông các bạn thì vạn vật vẫn sống tốt thôi. Có một người khách du lịch đi ngang qua và nghe được câu chuyện nước giếng và nước sông, người này mới nói với cả hai rằng, hai người tranh giành nhau thì có ích gì cơ chứ, kỳ thực hai bạn đều rất quan trọng, mỗi một dòng nước đều là một bộ phận không thể thiếu trên thế giới này. Các bạn có biết cả hai tại sao lại phát sinh tranh luận với nhau không? Là vì trong tâm cả hai chỉ có chính mình, chỉ coi mình là quan trọng, đều là lấy sở trường của mình mà so với khuyết điểm của người khác. Nếu biết nhìn vào sở trường của người khác thì mới thấy bản thân mình lúc nào cũng còn thiếu kém. Nước sông và nước giếng nghe xong thì đều xấu hổ và làm hòa với nhau. Kể từ đó, cả hai sống vui vẻ hòa thuận và tương trợ cho nhau, mang lại lợi ích cho nhiều người hơn nữa. Tâm phân biệt so sánh, chúng ta dùng tham ái và si mê để so sánh với cái khác, nên sự phân biệt lớn nhỏ và người sang kẻ hèn, người khôn kẻ dại. Lời dạy về giá trị con người đã chỉ ra rằng, mỗi người có một vai trò nhất định trong cuộc đời này, do đó, mọi sự so sánh để chẳng đáng và cũng không cần thiết. Do đó, nếu người may mắn có cả bố lẫn mẹ thì đừng chê người ta là con hoang. Nếu có được gia đình hạnh phúc cũng đừng coi thường những người đã ly hôn. Cũng đừng khinh thường những người bất hạnh trong hôn nhân, càng không nên đào bới vết thương của người khác. Bởi mỗi người trong chúng ta đều có sự lựa chọn cho riêng mình và tự chịu trách nhiệm với nó. Nếu không thông cảm được thì cũng đừng khiến họ thêm đau đớn. Tâm phân biệt so sánh cũng là khởi nguồn cho lòng đố kỵ, một tâm vô cùng xấu và có thể gây ra nhiều hậu họa. Con người chỉ đang làm khổ nhau thêm vì tâm tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, vì tâm si mê ganh ghét, muốn bảo vệ quyền lợi cho chủ nghĩa cá nhân của mình mà thôi. Thực ra, nếu có cái nhìn bao quát hơn,
chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống cuộc đời cơ bản cũng chẳng hề khác biệt, chỉ là bạn cứ để tâm phân biệt so sánh làm lu mờ trí tuệ của mình mà thôi. Theo như Đức Phật nói, thì tất cả chúng ta cũng chỉ là một thể đồng nhất, dù là doanh nhân thành đạt hay một người đầy học thức, cho tới người sửa xe đạp, quét rác, cũng không khác nhau là mấy, chẳng ai hơn ai, cũng chẳng ai thua kém ai, doanh nhân cũng phải vất vả kiếm tiền, người quét rác vẫn chăm chỉ mỗi ngày để mưu sinh. Có thể thấy, cả cuộc đời mình, mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống của tất cả họ đều nằm trong một vòng tuần hoàn, cơm áo gạo tiền, truy tìm hạnh phúc mà thôi. Học để hiểu rằng, những điểm tương đồng bên trong mọi vật, tất cả đều thật sự tương đồng, đều trống rỗng, thấy mọi người như nhau, không tốt, cũng không xấu, không thông minh, cũng không ngu dốt. Khi đã học được, biết được sự tương đồng bên trong mọi vật, lúc bấy giờ, bạn sẽ biết cách cư xử, đối diện với những bất đồng bên ngoài một cách khôn ngoan và hiểu biết, nhưng cũng đừng dính mắc với sự tương đồng nữa. Vì quá sân si nên ta chẳng cần để ý tới vấn đề của mình, nhưng rất hào hứng về chuyện người khác, đặc biệt chớ vội đánh giá ai qua lời của người khác, kẻo chính bạn nhận về trái đắng. Ngày nay, sự thuận tiện của mạng xã hội nên nhiều người còn tỏ vẻ hả hê, bới móc cái xấu của người khác mà chê bai, lôi cả những chuyện trong quá khứ ra để đánh giá một con người, như thể trên đời này chỉ toàn những kẻ xấu xa vậy. Sự thật thì, phàm là con người thì ai chẳng có lỗi lầm, nếu cứ mải miết đi chỉ ra vấn đề của người khác, còn tâm mình thì hoang vắng, cỏ mọc đầy lối lại không quan tâm, thì thật là dại khờ. Đến khi bản thân mình bị người khác chê bai ngược lại, thì nổi giận, hoang mang, sợ hãi, cuối cùng chính mình đã rơi vào cái bẫy của mình đã bày ra, lúc này có hối hận cũng đã quá muộn màng. Nếu người ta có lỗi thật, thì không thoát khỏi nhân quả báo ứng, chẳng cần bạn phải lên tiếng, đừng vì lỗi lầm của họ mà bạn lại trở thành người phạm lỗi, tự rước họa vào thân. Thế nên cần biết, làm người hãy bao dung, bỏ qua lỗi lầm của người khác, buông tha cho đối phương cũng là mở ra cho mình một con đường. Có câu nói rằng, làm người chừa lại một lối đi, ngày sau còn dễ gặp mặt, chừa lại một chút đường lui và bậc thềm cho tương lai, là người điềm đạm, sống thật tâm mình. Những ai còn thích chê bai thì chỉ trích người khác, thực ra đang cho thấy sự thiếu tu dưỡng của họ mà thôi. Vì người hiểu biết sẽ hiểu rằng, cuối cùng thì dành thời gian để sửa mình, chứ không nên lãng phí công sức để đi sửa người khác. Thực sự có tu dưỡng, người đều sống khiêm tốn, không tùy tiện hiển lộ tài năng hay chê bai người khác. Đừng cho rằng mình là kẻ thay trời hành đạo. Một trong những điều đại kỵ nhất trong đạo làm người của mình là tự cho mình cao quý mà xem thường người khác, đừng kiêu ngạo xem thường người khác. Một cái ly được xem là lớn khi so sánh với một cái chén nhỏ, nhưng khi đặt cạnh cái bình thì ly không còn lớn nữa. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 10 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.